Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID đi qua để lại rất nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, hệ lụy của nó gây ra vô cùng nặng nề, như người bệnh bị rụng tóc, hụt hơi, khó thở, cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi, đặc biệt là sức khỏe sinh lý của nam giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mới đây, một bước tiến mới trong điều trị tình trạng yếu sinh lý, xuất tinh sớm, giảm ham muốn do hậu quả của COVID-19 để lại đã được công bố. Một phương pháp mới của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quốc Bình, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương, với hơn 30 năm kinh nghiệm điều trị các bệnh về nam khoa. Đó là sản phẩm dạng viên nén đầu tiên áp dụng thành công hoạt chất quý hiếm trong cao mật nhân Ấn Độ và công nghệ nano hướng đích hàng đầu Nhật Bản, giúp nam giới tìm lại được ham muốn của mình, tăng khoái cảm, tăng cương cứng, nâng cao chất lượng cuộc sống, giữ lửa hạnh phúc gia đình. Đây là cái sản phẩm Minh Men mà các quý vị chúng tôi vừa giới thiệu. Và sản phẩm này là mỗi lần uống là 10 viên, ngày 2 lần. Và nên uống sáng và tối sau khi ăn, nhưng mà buổi sáng và buổi tối để phát huy các cái hiệu quả tốt nhất cho mọi người. Và do cái bào chế công nghệ nano hướng đích như vậy, chính bởi vậy cho nên những cái dù có 10 viên một lần, ngày 2 lần, nhưng sẽ thấm sâu các hoạt chất này và hấp thu nhanh hơn vào tế bào đích, và cũng như là giúp cho bà con có sức khỏe tốt nhất, chống cả mệt mỏi, chống lão hóa và thậm chí phòng ngừa cả ung thư. Xin giới thiệu với bà con và mọi người, và đây là cái sản phẩm rất tốt của y học cổ truyền Việt Nam và đã được Bộ Y tế Việt Nam. Sản phẩm Minh Men này chúng tôi hy vọng không những sẽ là một lựa chọn tốt nhất trên thị trường Việt Nam mà còn được lựa chọn hoan nghênh rất tốt ở thị trường Nhật Bản và nước ngoài. Sẽ được các bạn quốc tế sử dụng cũng như các bà con Việt kiều của chúng ta đang công tác và hoạt động ở nước ngoài sẽ sử dụng để tăng cường sức khỏe cho mình cũng như là tăng cường sức khỏe và đời sống chất lượng gia đình của chúng ta trên đất bạn. Và hy vọng rằng đây cũng sẽ là lựa chọn tốt cho bà con Việt kiều của chúng ta khi xa xứ có sản phẩm của y học cổ truyền Việt Nam bổ dưỡng sức khỏe, chống mệt mỏi, chống lão hóa, phòng ngừa ung thư và cải thiện cái sinh lý nam giới rất tốt. Mong bà con lựa chọn và hoan nghênh cái sản phẩm này. Và chúng tôi hoàn toàn hy vọng sự lựa chọn thông minh của bà con và các bạn quốc tế. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.